Xin kính chào quý vị khán giả. Sau nhiều ngày liên tục có mưa phùn, mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng sớm cũng như tiết trời lạnh giá thì đến ngày 15 tháng 3, thời tiết trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt, đã không còn mưa và điều đáng mừng là vào buổi trưa và buổi chiều thì đã có nắng đẹp. Do vậy, nhiệt độ chung trong ngày đã tăng lên khá cao so với những ngày trước đó. Đặc biệt ở khu vực các huyện vùng núi thì đã không còn rét đậm nữa do buổi trưa và buổi chiều trời có nắng đã kéo nền nhiệt chung của toàn tỉnh tăng lên. Xu hướng trời lạnh ráo, có nắng đẹp và thời tiết ấm áp là những tín hiệu lạc quan để chúng ta bước vào một tuần làm việc, lao động sản xuất mới được thuận lợi và hiệu quả hơn. Bởi theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương thì kiểu thời tiết không mưa, có nắng ấm và độ ẩm không khí ở mức vừa phải như hiện nay sẽ còn kéo dài sang những ngày đầu tuần tới. Trong khi đó, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang, đêm 15 và ngày 16 tháng 3, ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa đã suy yếu và biến tính, kết hợp với rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, nên các khu vực trong tỉnh sẽ không mưa, buổi trưa và buổi chiều trời có nắng, độ ẩm thì ít thay đổi. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình dự báo thời tiết cụ thể của các khu vực trong tỉnh, đêm 15 và ngày 16 tháng 3. Ở khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, khu vực này đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 23 độ, độ ẩm trung bình là 70%. Ở khu vực di tích quốc gia Dục Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, khu vực này đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 19 cho tới 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình là 70%. Còn ở khu vực vùng núi thấp, ở khu vực này đêm và sáng nhiều mây không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình là 77%. Bảng nền nhiệt chi tiết ngay sau đây cũng sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của tỉnh Hà Giang đêm 15 và ngày 16 tháng 3 năm 2015. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.